nghệ sĩ Hồng Nga nói năng mất kiểm soát, tình trạng sức khỏe đáng lo ngại. Được biết do sức khỏe yếu nên thời gian qua, nghệ sĩ Hồng Nga không đi đâu, phải vất vả mới có thể ngồi được. Mới đây, trên kênh YouTube, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ đã chia sẻ hình ảnh đến thăm nhà nghệ sĩ Hồng Nga. Nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ tiết lộ, đã gần một năm, cô mới gặp lại bậc tiền bối. Trong đoạn clip, nhiều khán giả bày tỏ sự xót xa trước tình hình sức khỏe hiện tại của cây đại thụ trong làng cải lương Việt Nam. Theo đó, so với nhiều tháng trước đây, nghệ sĩ Hồng Nga hiện tại gầy gò, ốm yếu hơn. Bà đổ bệnh và đãng trí, đến mức không nhận ra nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. Không những thế, trong đoạn clip, nghệ sĩ Hồng Nga còn nhiều lần nói năng mất kiểm soát khiến nhiều người xem chạnh lòng trước tình trạng sức khỏe hiện tại của bà. Con cũng khổ lắm bà ơi. Con là Hồng Nga, giờ con phải bỏ nghề. Con sợ quá, nghệ sĩ Hồng Nga nói trong vô thức. Được biết do sức khỏe yếu nên thời gian qua, nghệ sĩ Hồng Nga không đi đâu, phải vất vả mới có thể ngồi dậy trên giường được. Chứng kiến hình ảnh nghệ sĩ Hồng Nga hiện tại, nhiều khán giả bày tỏ sự xót xa, mong bà sớm lấy lại tinh thần cũng như sức khỏe. Hồng Nga là một trong những nghệ sĩ cải lương gạo cội của sân khấu miền Nam. Bà được biết đến với nhiều vai diễn kinh điển, chuyên trị các vai ác. Sau hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Hồng Nga đã lui về dưỡng già. Hiện tại, bà đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, được người thân chăm sóc. Thỉnh thoảng, nhiều nghệ sĩ cũng lui đến nhà để thăm hỏi, động viên nghệ sĩ Hồng Nga.